Đây là bài 12 trong loạt bài tiếng Trung giao tiếp sơ cấp của Hội quán giao tiếp ngoại ngữ và xã hội. Hãy nghe đoạn hội thoại sau đây. Hãy nghe từ nhà vệ sinh. Vệ sinh chiên Vệ Vệ Sân Sân Chiên Chiên vệ sinh gian Vệ sinh gian Nhà vệ sinh ở đâu? Vệ sinh gian ở nà? Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu? -er. Xin lỗi, tôi không biết nhà vệ sinh ở đâu. 对不起，我不知道卫生间在哪儿。对不起，我不知道卫生间在哪儿。Mời vào，请进。Mời ngồi，<饿>请坐。Mời uống cà phê，请喝咖啡。Xin hỏi anh tên là gì？ 请问你叫什么名字？请 h ỏ 请问卫生间在哪儿？请问卫生间在哪儿？请 hỏi ký t 请问宿舍在哪儿？ Đại học Đông Phương ở đâu? Tung Phong Tả Xuế Tài Nỏ Nhà ăn ở đâu? Tham Thinh Tài Nỏ Khoa Trung Văn ở đâu? Trung Văn Sĩ Tài Nỏ Hay nói ở đằng kia Tài Nỏ Họ đằng kia Tha mình Tài Nỏ nhà vệ sinh ở đằng kia, vệ sân chiên bạn cùng phòng của cậu ở đằng kia, nhà sách của tôi ở đằng kia, sách sách giáo khoa tiếng Trung ở kia, Hai Hãy nghe từ bên cạnh. Pháng biên Pháng Pháng Biên Biên Pháng biên Hãy nhắc lại bên cạnh. Pháng biên Pháng biên Bên cạnh nhà vệ sinh. vệ sân trên ở pháng biên. về sang chiên, phẳng biên. bên cạnh đại học đông phương, 东方大学的旁边东方大学旁边 phía tây của đại học đông phương, 东方大学的西边东方大学西边 hay nghe từ phòng học chiao sư âm hán việt là giáo thất chiao chiao sư sư chiao sư chiao sư. sư bên cạnh phòng học chiao sư ở phòng bên chiao sư phòng bên bên cạnh tôi 我旁边，bên cạnh bạn。你旁边，người mà ở bên cạnh bạn。你旁边的人，你旁边的人，người bên cạnh cậu là ai？你旁边的人是谁？你旁边的人是谁？

谁在他旁边? Ai ở bên cạnh bạn vậy? 谁在你旁边? Người bên cạnh bạn là ai? 你旁边的人是谁? Bên cạnh phòng học là cái gì? 教室的旁边是什么? 教室的旁边是什么？教室旁边是什么？Ở b 在东方大学的西边，在东方大学的旁边，在东方大学旁边。 机图书馆在大学的旁边。宿舍在东方大学的旁边。东方大学的西边是什么？ 东方大学的西边是什么？cái gì ở phía tây của đại học Đông Phương？什么在东方大学的西边？什么在东方大学的西边？bên cạnh phòng học là cái gì？ 教室的旁边是什么？教室旁边是什么？给是右边给放好。什么在教室的旁边？什么在教室旁边？người bên cạnh cậu là ai？ 你旁边的人是谁？阿尔边狗狗，谁在你旁边？hai nghe phòng học mà ở phía đông, đông b phía đông, đông biên。 Biên Tung biên Tung biên hãy nói phía đông Tung biên Phía tây Xi si biên Phía đông phía tây Tung biên xi si biên Đông phương tây phương Tung phang xi si phang phòng học mà ở phía đông nguyên văn là phía đông tận phòng học tung biên ở chào sử. ở đây chào sử là danh từ trung tâm ở phía đông là định ngữ tung biên ở chào sử. phòng học mở phía tây chi biên ở chào sử. phòng học mở phía đông

卫生间旁边的教室。卫生间旁边的教室。là cái phòng học ở bên cạnh nhà vệ sinh á？是卫生间旁边的教室吗？是卫生间旁边的教室吗？Đúng vậy. Tui. âm hán việt là đối ở đây là đúng Tuổi Tuổi hãy nói đúng vậy Tuổi hãy nói lại xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu Chính quần, sân chiến tại nở ở đằng kia bên cạnh phòng học tại <laughs> nào?